Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay tôi tiếp tục quay trở lại gửi tới các bạn với những thông tin an ninh trong nước vừa cập nhật được. Và đây là một vụ án mạng đã làm chấn động dư luận trong những tháng ngày qua. Thưa các bạn, đó là vụ thứ nhất, hành trình truy bắt nghi can giết một thiếu nữ. Và vụ thứ hai, thi thể nam giới xăm toàn thân trôi trên sông Sài Gòn. Thưa các bạn, vượt hàng trăm km để đến Đắk Nông và Đồng Nai, cảnh sát rà soát khắp vùng biên giới nhưng không tìm thấy là tăm hơi gì tới nghi can giết một thiếu nữ. Tại một xóm trọ, khu phố 8, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, toàn tỉnh bởi tiếng hô hoán trộm từ phòng của là Phạm Thị Minh, 16 tuổi, quê ở Thừa Thiên Huế, 4 giờ sáng ngày 9 tháng 4 năm 2020. Mọi người chạy đến nơi thì thấy Minh ôm vết thương, thều thào rồi gục trước cửa. Cô bé được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Nạn nhân là công nhân thời vụ, vừa đến thuê phòng ở một mình được 2 ngày. Khám nghiệm hiện trường, tử thi, cơ quan điều tra xác định Minh bị đâm 3 nhát dao, trong đó có vết thương thấu ngực gây thủng tim. Nguyên nhân tử vong do sốc là mất máu, động cơ gây án của hung thủ có thể là cướp tài sản, song không loại trừ do mâu thuẫn tình ái hoặc khả năng khác. Vụ trọng án gây hoang mang dư luận xảy ra trong thời điểm cả nước đang thực hiện việc giãn cách phòng chống Covid-19, nơi có đông công nhân của khu công nghiệp Biên Hòa, nên ban giám đốc công an tỉnh Đồng Nai xác lập chuyên án truy bắt hung thủ. Một tổ công tác của Cục Cảnh sát Hình sự C02 Bộ Công an vừa trang phục phòng chống dịch bệnh, khẩu trang, găng tay, nước sát khuẩn vào Đồng Nai để hỗ trợ. Lúc đầu chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn do án mạng xảy ra lúc rạng sáng, không có nhân chứng, khu trọ bình dân không lắp camera an ninh, manh mối duy nhất là đôi dép nhựa màu trắng có thể là của hung thủ. Do vội tháo chạy nên đã để lại hiện trường, điều tra viên là cho biết như vậy. Từ nhận định các là trinh sát rà soát gần là 1.000 người nghi vấn có tiền án tiền sự nghiện ma túy tại địa phương Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và một số tỉnh lân cận khác. Qua sàng lọc, Đậu Đức Mười, 28 tuổi, quê ở Nghệ An, nổi lên là nhiều nghi vấn. Anh ta sống lang thang ở khu vực phường Long Bình, có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Vào ngày 25 tháng 3 năm 2020, Mười trộm cắp ở thành phố Biên Hòa, nhưng sau khi là vụ án xảy ra không thấy anh ta đâu. Hàng chục trinh sát tinh nhuệ là tỏa ra để đi truy tìm. Vào ngày 11 tháng 4, cảnh sát nhận tin Mười ra quốc lộ 20 đi nhờ xe lên khu vực tỉnh Lâm Đồng. Một tổ công tác tức tốc lên đường ngay trong đêm. Đang là cao điểm dịch bệnh, không có nhà nghỉ, hàng quán nên mọi người chỉ mang theo là mì gói, nước suối. Vượt hàng trăm cây số khi đến địa điểm là địa phận huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Nguồn tin là báo Mười đã bắt một xe tải khác qua Đắk Nông, lo ngại nghi can có thể là tìm cách trốn sang Campuchia. Hai xe công vụ lao đi trên những tuyến đường là vắng bạt ngàn cà phê của vùng đất cao nguyên. Tuy nhiên, họ rà soát khắp vùng biên giới nhưng không thấy tăm hơi của Mười. Trong khi đó thì Mười sợ tung tích bị lộ nên đã né các chốt là kiểm dịch Covid-19, bắt taxi về ngược lại thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk. Chiều ngày 14 tháng 4, nhận được tin báo, các trinh sát đón lõng bắt giữ Mười khi hắn chuẩn bị đột nhập nhà dân ở phường Tự An, thành phố Buôn Ma Thuột để trộm cắp tài sản. Tại cơ quan điều tra, Mười khai sau khi là ra tù tiếp tục gây ra 3 vụ trộm cắp tại các nhà trọ trên địa bàn phường Long Bình, thành phố Biên Hòa. Rạng sáng ngày 9 tháng 4, anh ta đến khu trọ khác, thấy phòng của Minh còn hé cửa, liền lẻn vào lấy điện thoại di động trên nóc tủ lạnh. Hắn gây tiếng động khiến Minh tỉnh giấc, thiếu nữ sợ hãi lấy con dao nhỏ ở bếp xua đuổi tên trộm ra khỏi phòng. Mười giật được dao, đâm cô nhiều nhát rồi bỏ chạy.
Về đến phòng trọ của mình, hắn tắm đi mua mì gói và ăn rồi gói ghém quần áo bỏ trốn. Đang mùa dịch bệnh không có xe khách, Mười chủ yếu xin quá giang xe tải qua nhiều tỉnh thành. Quá trình điều tra gặp rất nhiều khó khăn do giãn cách xã hội, nhưng anh em ai cũng mừng vì đã hoàn thành nhiệm vụ. Phần nào chia sẻ nỗi đau với gia đình là của nạn nhân, trinh sát hình sự là chia sẻ như vậy. Mười bị điều tra về tội giết người, cướp tài sản và có dấu hiệu là phạm tội khác. Thưa các bạn, vụ án này cũng là làm là dư luận rất là quan tâm. Đó, và hắn là một tên trộm và sau đó đã vào trúng ngay phòng của Minh. Thì Minh mới có 16 tuổi, ở quê lên Đồng Nai để làm là trong là công ty xí nghiệp. Nhưng không ngờ lại bị những nhát dao oan nghiệt của hắn. Rất là đau xót các bạn. Vâng, và vụ thứ hai là thi thể nam giới xăm toàn thân trôi trên sông Sài Gòn. Một thi thể nam giới khoảng 30 tuổi được phát hiện trên sông Sài Gòn trong đêm. Lực lượng chức năng thành phố là Thuận An, Bình Dương đang khám nghiệm tử thi. Đêm 21 là ngày 14 tháng 2, lực lượng chức năng thành phố Thuận An đêm 21 giờ ngày 14 tháng 2 thì lực lượng chức năng thành phố Thuận An, Bình Dương vẫn đang khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân tử vong của một thanh niên khoảng là 30 tuổi. Công an địa phương đang tích cực tìm kiếm là thân nhân của nạn nhân để hỗ trợ công tác điều tra và xác minh danh tính. Trước đó thì tối cùng ngày, người dân địa phương phát hiện một thi thể nam giới không mặc áo trôi trên sông Sài Gòn, đoạn thuộc là địa bàn thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, nên trình báo cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, công an thành phố Thuận An đã xuống khu vực kể trên trục vớt thi thể, khám nghiệm tử thi. Tại hiện trường, thi thể nam chỉ mặc một chiếc quần lửng không có áo, toàn thân đầy hình xăm, trên người nạn nhân không có giấy tờ tùy thân. Khuôn mặt nạn nhân biến dạng nên khó nhận dạng, cơ thể nạn nhân có vết thương. Hiện công an địa phương đang điều tra để làm rõ. Vâng, thưa các bạn, trong những ngày đầu năm thì cũng rất nhiều là những vụ án mạng xảy ra trên đất nước Việt Nam của chúng ta. Đó, nên các bạn không vào đọc báo mà thì thôi, cho các bạn vào đó, xem TV, báo đài thì các bạn bị cập nhật được những cái thông tin giết người rất là dã man. Và kênh của Minh Hải Miền Đông thì luôn luôn cập nhật những cái thông tin nóng và nhanh nhất về những vụ án mạng xảy ra trên khắp đất nước, để mong kịp thời gửi tới phục vụ quý vị và các bạn gần xa nắm bắt được những cái thông tin bổ ích để cùng hiểu biết thêm và cũng như là chia sẻ đề phòng. Và tôi cũng rất chân thành cảm ơn quý vị và các bạn trong thời gian qua luôn đồng hành ủng hộ kênh cho tôi. Đến đây xin chào và hẹn gặp lại.